Giờ con người ta yêu đương kiểu con trai thích con gái, con gái thích con trai, con trai thích con trai, con gái thích con gái, người lớn tuổi thích người nhỏ tuổi, người nhỏ tuổi thích người lớn tuổi, rồi người bằng tuổi thích nhau, rồi còn ai thích mình? Không một ai cả, không một ai cả, thật vô nghĩa, quay đường.